Trong ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024-2025, ông Trần Thanh Bình, giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo thành phố, Chủ tịch Hội đồng coi thi thành phố đã đến kiểm tra công tác tổ chức thi tại một số hội đồng coi thi trên địa bàn thành phố. Tại các hội đồng thi, công tác thi tuyển được tổ chức chặt chẽ từ việc đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự, đến việc bố trí các đội hình thanh niên tình nguyện hướng dẫn, hỗ trợ học sinh đi lại, trong buổi sáng nay, chưa ghi nhận trường hợp học sinh nào đến phòng thi trễ. Các hội đồng thi đều thực hiện nghiêm ngặt các quy chế thi. Qua kiểm tra, ông Trần Thanh Bình đánh giá cao công tác tổ chức thi, cũng như lưu ý các hội đồng coi thi luôn đảm bảo tốt công tác tổ chức thi đến khi hoàn thành kỳ thi này. Sáng nay thì vào cái môn thi đầu tiên của thi tuyển sinh lớp 10 và qua kiểm tra là của sở ở các cái hội đồng thi thì chúng tôi nhận thấy là các cái hoạt động để phục vụ cho cái kỳ thi được đảm bảo từ cái an toàn giao thông hiện nay thì các cái tuyến đường giao thông đều đảm bảo phân luồng di chuyển cho các em học sinh đó là đến trường đồng thời là các bạn đoàn viên thanh niên thì cũng thực hiện tốt với chương trình tiếp sức mùa thi tặng quà cho các em học sinh dụng cụ học tập cũng như là tạo cái điều kiện thuận lợi cái di chuyển các cái phương tiện đến các cái điểm thi đảm bảo cái an toàn và đối với là hội đồng thi thì đội ngũ giáo viên người cán bộ coi thi cũng triển khai các cái nội dung theo cái quy định của cái quy chế và cái dự báo là cái kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trên địa bàn của thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức là thành công an toàn đúng quy chế.